Hàng năm, vào khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch, dọc các bãi biển ở huyện Hoàng Hóa hay huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, không khó để bắt gặp các tàu bè chở đầy áp sứa đang tấp nập cập bờ để cung cấp cho các cơ sở chế biến. Vì vậy, không chỉ ngư dân mà cả các cơ sở chế biến sứa vào mùa này phải huy động hết nhân công, thậm chí cả những người thân trong gia đình để tăng cường chế biến sứa. Mùa sứa là rơi vào khoảng tháng 11 âm đến tháng 3 âm lịch. Thời gian thì có bè thì đi tầm 12 giờ đêm, có bè thì đi 3-4 giờ sáng cũng có. Thì mỗi bè đi là hai nhân lực, thì 12 giờ trước ngày hôm sau là về. Giá sứa năm nay so với giá sứa một năm thì nó tăng hơn. Theo ngư dân tại bãi biển xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa, trước kia không mấy ai ăn sứa, vì vậy mà ngư dân đi biển không ai khai thác sứa. Nhưng vài năm trở lại đây, sứa lại được người tiêu dùng ưa chuộng và xuất khẩu đi các nước với giá thành cao, nên sứa trở thành vàng trắng của ngư dân Thanh Hóa. Năm nay, sứa nhiều, giá sứa đầu mùa đang được giá, dao động từ 20.000 đến 25.000 đồng một con, giúp cho ngư dân có những ngày thu nhập gần triệu đồng. Chế biến sứa tuy không quá vất vả, nhưng lại tốn rất nhiều thời gian. Sứa khi được các cơ sở chế biến thu mua về phải trải qua nhiều bước sơ chế như lọc phần thân và chân sứa, ngâm sứa với nước muối, đánh nhớt, sau đó rửa sạch sứa, trộn với muối sạch và một chút phèn chua để bảo quản. Hiện tại thì cũng là đã là vào mùa rồi thì bà con đánh bắt thì cũng trung bình thì một ngày bà con cũng có thể 1 đến 200 con sứa. Thu nhập bình quân thì mỗi ngày cái người đi đánh bắt thì khoảng 500 đến 700, có ngày thì được 1 triệu. Và giá cả cũng so với một năm cũng cao hơn. Bà con rất là phấn khởi. Đã có đơn vị Trung Quốc người ta vào thu mua. Và hiện tại nội địa thì cũng là rất nhiều các tỉnh thành đã đến và người ta đã thu mua rồi. Mình đã được khoảng tầm hơn 2 vạn rồi. Mình dự tính thì nếu mà với cái lượng sứa này thì khoảng tầm 4 đến 5 vạn là hết rồi. Hiện nay, sứa được nhiều người ưa thích bởi theo đông y, sứa chứa vị mặn đặc trưng, tính bình, mang nhiều tác dụng thanh nhiệt cho cơ thể. Sứa còn cung cấp một lượng collagen dồi dào cực tốt cho làn da, giúp làm chậm quá trình lão hóa, sản sinh thêm nhiều tế bào mới. Ngoài ra, sứa giúp bổ sung nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể với nhiều công dụng tuyệt vời khác. Chính vì vậy, đánh bắt và chế biến sứa đang trở thành một trong những ngành nghề đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều địa phương ven biển của tỉnh Thanh Hóa.